Bạn mong muốn phát triển kênh bán hàng trên Instagram? So với Facebook, Instagram còn rất mới ở Việt Nam, hứa hẹn là thị trường tiềm năng với ít đối thủ cạnh tranh. Trong khi chi phí chạy quảng cáo trên Facebook quá lớn, thì Instagram là lựa chọn hoàn hảo để bạn giảm chi phí quảng cáo nhưng vẫn có một lượng khách hàng tương đương. Vậy bạn còn chần chờ gì mà không đăng ký tham gia ngay khóa học này? Kiếm tiền với Instagram, xây dựng thu nhập thụ động 500 đô trên tháng của hai giảng viên Khánh Huỳnh và Lê Trí Thanh sẽ giúp bạn hiểu về thị trường màu mỡ này và chỉ cho bạn cách kiếm tiền trên Instagram. Từ bài hướng dẫn cách tạo tài khoản, cách phát triển tài khoản cho đến cách làm thế nào để có một profile bắt mắt, thu hút lượng lớn khách hàng, bạn còn được hướng dẫn cách chỉnh sửa ảnh, video trên Instagram, cách tương tác, chạy quảng cáo hiệu quả. Tất cả sẽ được đề cập đến trong khóa học này. Không những thế, khóa học còn giúp bạn có thu nhập thụ động và bền vững 500 đô trở lên từ con số 0 với mạng xã hội Instagram. Đến với khóa học, bạn sẽ có được tư duy của người làm kinh doanh, sử dụng thành thạo công cụ Internet Marketing, hiểu về quá trình Affiliate Marketing, Dropshipping và Print On Demand, xây dựng một hệ thống kiếm tiền mọi lúc mọi nơi. Nhanh tay tham gia ngay khóa học để hòa nhập vào môi trường kinh doanh mới mẻ này cùng với Unica. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.